có đi đâu mà lễ là hầu như mọi người đều đi chơi, cô Nhất đang ở nhà cô Nhất. Dạ vâng, ok, dạ rất là biết ơn cả nhà và đã hiện diện thương qua ngày hôm nay, và cũng biết ơn các thầy cô luôn luôn đồng hành cùng sáng thứ bảy mỗi tuần để chúng ta có thể là kích hoạt, gọi là trở thành một họa sĩ của chính bản thân mình, đúng không ạ? À, với một trong những gọi là bộ môn mà nghĩ rằng trước đây mình chưa từng bao giờ biết vẽ, nhưng mà chúng ta đều có khả năng vẽ, đúng không ạ? Dạ, hình như là cô Tâm chưa kết nối âm thanh đúng không? Chắc là không nghe thấy. Xin chào cô Tâm. Thấy cô Tâm giờ mới kết nối được âm thanh à? Vâng, thì cũng ngày hôm nay thì Huyền cũng mong muốn là gửi tặng cho cả nhà một cái gọi là một cái hình vẽ, nó cũng khá là đơn giản. Và chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành trong ngày hôm nay nha cả nhà. Với một cái chủ đề đó là lễ thì hãy quay về cùng với gia đình. Hãy về nhà vì chúng ta luôn luôn có một nơi để trở về, đó chính là ngôi nhà của mình. Mình rồi. Này, cái nháy đợi Huyền chút ạ. Cả nhà chuẩn bị cho mình đó là bút chì giấy trắng và một cây thước nhá, bút chì giấy trắng và một cây thước kẻ nha, để chúng ta bắt đầu gọi là trở thành họa sĩ, đúng không ạ, với những cái nét vẽ và những đường nét rất là cơ bản. Để xong chủ đề thì mình sẽ chia sẻ cái thông điệp ngày hôm nay, đúng không ạ? Với một cái thông điệp rất là nó là một cái điều mà Huyền thấy nó rất là phù hợp với những cái ngày lễ này. Đợi cả nhà kẻ giúp Huyền một cái nền đi, nghĩa là một cái khung á. Ta chia ra làm 1 phần 3. Phía bên trên là 1 phần 3, phía dưới là 2 phần 3. Dạ, hả? Chúng ta chia ra bên trên là 1 phần 3, phía dưới là 2 phần 3. Người vẽ hôm nay quá đặc biệt. Dù rằng bài này mình đã vẽ đây là lần hai, nhưng mà cái cảm xúc vẫn như lần đầu. Nó mang rất là nhiều thông điệp ở bên trong. Đầu tiên cả nhà để ý, chúng ta sẽ vẽ một cái đường cong. Nè, mình có thể hạ thấp cái này nên mình vẽ hơi cao một chút, có thể tẩy thấp được một xíu.
xuống một chút để lát nữa mình vẽ phía trên cho nó thoáng. Đây, từ đấy, từ đoạn này chúng ta kẻ một cái đường cong. Hôm nay tôi không đưa cái đường nó kỳ kỳ ta. Đó. Con cảm thấy tôi đừng cong. Bên này chúng ta cũng vẽ một cái đường cong nhưng sẽ mở rộng hơn. Đó. Tiếp tục ở đây vẽ một đường song song cái đường cong ở phía ngoài cùng đó, vừa vẽ xong. Tương tự đường phía bên tay trái mình cũng như vậy, cũng vẽ một cái đường song song, không phải đường song song, đường này thì nó sẽ bắt qua cái đường đó. Đường ngoài cùng này có một cái đường song song rất nhỏ, kích thước là nhỏ. Ừ.
Rồi, sử dụng bút 8B hoặc bút nào đó ấy, chúng ta tô một cái lực đậm hơn để bắt đầu tô cái đường những cái đường này cho nổi lên như này. Rồi nó đậm lên. Kẻ okay, đậm nó lên. Rồi, sau đó ở đây chúng ta sẽ vẽ những cái nét nét thẳng. Tương tự ở bên này cũng vẽ như vậy. Rồi. Từ đây chúng ta sẽ kẻ những cái đường song song bằng nhau. Từ dưới này này.
Đã, chúng ta sẽ kể. Em sẽ sửa lại cho mình một chút, nó hơi bị là rồi. Tiếp nhé cả nhà. Hôm nay cái đầu cáu nó hơi bị nhem nhem xíu. Ok rồi, chúng ta tô chì vào đây cái thành cầu này. Những thành cầu. Điện tử bên này cũng làm như vậy. Đó, rồi bắt đầu chúng ta tô lớp chì ở trên cái những cái song cầu này.
Lấy cái bút 2B cả nhà đặt nằm tô sát á. Tôi muốn lớp chì mờ. Có một lớp chỉ mà trên cái thân cầu á. Dạ, rồi. Đi. Tô đậm những cái phần thêm chút chì ở ngay cái chỗ mà cái tiếp giáp giữa hai cái thanh cầu đó. Xong rồi dùng giấy ăn tám mịn nữa ta. Sau đó từ cái đỉnh cầu này này vẽ một cái cồn. Dạ. À, sẽ vẽ một ngôi nhà đây.
Hãy bên cô Huyền mất tiếng ấy.
Mic của cô không nghe rõ đâu ạ. Mà em đã bị đỡ. Dạ. À, chúng ta vẽ cả nhà để ý này, cái cây dừa đầu tiên chúng ta vẽ như này trước này, những cái cánh này trước này, sau đó này vẽ lá dừa như này, à hất xuống rồi là xong. Đó. À, chúng ta vẽ xong cây dừa. Đúng ạ, nó chỉ là vài nét như vậy thôi. Và cuối cùng chúng ta có thể vẽ một đàn chim. Một đàn chim.
Đó, chúng ta vẽ một đàn chim đang bay. Với bức tranh này, thông điệp hôm nay Huyền muốn chia sẻ với cả nhà đó chính là dù đi đâu chúng ta cũng có một nơi trở về, đó chính là ngôi nhà của mình. Hai cây dừa nó tượng trưng giống như là ba mẹ của mình luôn luôn dõi theo, đúng chưa? Vươn dài vươn xa dõi theo cái con đường của mình đi, và luôn luôn có cái sự đồng hành đó. Và đấy cũng chính là hai người mà luôn luôn đón chờ chúng ta, đúng không ạ? Dù đi đâu chúng ta cũng luôn luôn có một nơi để trở về. Dù đi đâu luôn luôn chúng ta nhớ rằng luôn luôn có những con người luôn luôn dõi theo. Đã cũng tượng trưng như như hai con chim này nè, nó như giống như là chim bố chim mẹ luôn luôn bay theo dõi theo các con, đúng không ạ? Trên cái con đường con đi và nhìn từ trên cao xuống, dù rằng không can thiệp trực tiếp vào cái con đường mình đi như này, như trên cây cầu này, mà luôn luôn đứng phía trên dõi theo và làm mọi thứ tốt nhất cho mình, đúng không ạ? Và đây chính là thông điệp của ngày hôm nay. Dạ. Nếu chúng ta có những ngày lễ mà chúng ta dành trọn được cho gia đình, về với những ngôi nhà, về những với mái ấm, thì thực sự nó mới là thực sự là sự quan trọng. Và đây chính là mà một cái điều mà thực sự là với bức tranh này á, thì Huyền hôm nay là ngày lễ nên mình muốn dành tặng cho cả nhà. Dạ, một ngày lễ Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 nhưng cũng là một ngày lễ để chúng ta trở về với gia đình, trở về với những cái nơi mà đã giúp chúng ta trưởng thành và lớn lên. Dạ. Biết Ok. ơn cô Huyền rất là nhiều ạ. Dạ, Những đây bức tranh ơi. của em ạ. Đợi em chút Cô có à. nhìn thấy không ạ? Đợi em chút à. Bé My, đợi em chị, bé Lê, đợi em chị nha. Đây em spotlight chị nhất mình này. À, spotlight à, nhìn hơi khó. Chị tắt cái hình này đi được không? Cũng nhìn rõ, nhìn ra đấy nhưng mà thỉnh thoảng nó bị cái phông nền nó che á. Cô nhất tắt cái phông nền phía sau được không? Tắt vào chỗ nào ấy À, cái chỗ stop video ấy, có cái mũi tên ấn vào cái chữ tốt đúng không? cái mũi tên cạnh đó rồi có cái mũi tên nhỏ nhỏ đó rồi ấn vào chữ vector breakout á, vector breakout chu vector Không, không có mấy chữ ý. chữ break background ấy. À đây. Đó rồi ấn chữ, rồi ấn chữ năm không, Đúng ấn rồi. dưới dưới cái đó, dưới cái đó có một cái cũng background ở dưới đó, À, Vito rồi dưới dưới choose. là choose, đúng rồi choose, rồi ấn cái chữ năm năm đó, ok rồi đó, rồi cô nhất giơ cao lên rồi. Wow, wow khá là đẹp. Cô nhất kẻ kẻ đậm tô đậm những cái viền, thứ nhất là cái viền cầu này cho nó đen lên này, rồi cái đường giữa phân biệt giữa mặt nước và ông mặt trời này đen lên này, tô đậm ông mặt trời lên này, là bức tranh cực kỳ nổi, nó nổi Đậm bật được cái lên này rồi. đúng không cô? Vâng, tô nó đậm lên ấy, để phân biệt những cái khoảng ấy, ví dụ đây là mặt nước, đây là bầu trời này đó, Vâng. cái đó cái mặt nước và bầu trời, rồi cái viền cầu ấy thì cô cũng tô đậm lên, Vâng. vâng thì là bức tranh nó nổi bật nhưng mà rất là đẹp. Vâng, bên ơn cô rất nhiều ạ. Đã. Bên hơn cô nhất. Cô My Lê là chắc là đang vẽ đúng không? Cô My Lê vẽ gần xong chưa? Cô đang tắt mic Vâng, đang tắt mic. xong chưa cô? Vẽ chưa xong cô ạ. À, được Đây. chắc khoảng độ 60%. Chưa có tô, chưa gì hết á. Dạ. Vẽ À, đời. chỉ vẽ những nét cơ bản thôi cô. Chưa chưa xong. Dạ. Nợ, nợ cô, nợ cô. Dạ, cô cứ vẽ đi. Dạ. Cô nhớ cái form này là được, cô vẽ khung khung còn tí đánh nền nó thứ này làm sao. Vâng. Đây này, cô nhất này vẽ tô đậm cái viền cầu, những cái viền viền đó nhỉ, viền ngoài này. Rồi Vâng. là cái thanh cầu này. Đó, rồi cho nó nổi hẳn lên nữa làm bức tranh nó khác nổi bật. Dạ. Đây. Yeah. Yeah. Hôm nay bác Lê ở nhà hoàn thành nốt nhá.
À vâng ạ. À cô My Lê mà sắp xếp được á, ở ngày ngày 10 14 15 16 em có lớp offline đó. Dạ Offline 10, tại chỗ quận 3. dạ 14 15 15 16. 16 với à, thứ 6 thứ 7 chủ nhật tuần sau Dạ nữa. 14 đến 16 tháng 9. Đúng rồi. Thì em có một cái lớp offline. Thì khi mà mình học offline em sẽ hướng dẫn để mà cô có thể nhận nhanh hơn rất là nhiều. Vâng. Chi phí thì chỉ có đánh chi phí thuê, chi phí vận hành của cái tòa nhà đấy thôi, với một ít học cụ, chi phí học cụ thì khá là đơn giản, tối giản rồi. Nên chắc hình như em dự kiến như có mất tầm mấy trăm hay tầm 1 triệu thôi, nhưng mà mình sẽ học được nắm, nghĩa là cầm tay chỉ việc luôn đó. Thế sẽ sửa cho để lần sau, nghe lần tới là cô, ví dụ cô Minh Lê học được khóa đó thì nó rất là ngon, có nghĩa là lần sau mình nhận cái này này nó cực kỳ đơn giản. Vâng. Thì em có một cái lớp offline thì có thể là cô Minh Lê giới thiệu với những anh chị hoặc là những thầy cô ở trong Sài Gòn đó. Đó, nếu Vâng. mà ai thích vẽ thì có thể học trực tiếp. Vâng, cảm ơn cô Huyền rất Ở nhiều. ngay đường Trường Sa cô. Vâng. Đường Trường Sa của 845 đường Trường Sa. Vâng. À, dạ, vâng, thuộc quận 3. Đó, thì mình học lớp online nhưng mà tao sẽ vẽ tranh chân dung. Ví dụ những bức tranh mà làm lột tả, ví dụ ánh mắt này này, em đang À. vẽ dở này. Đây là một cái Vâng. bài ánh mắt này em đang vẽ dở này, chưa xong. Vâng. Nhưng có nghĩa là mình phải làm được như này, thấy được cái độ Vâng. mịn của da, của mắt. Đây là đánh mắt là chưa chưa xong nhỉ. Đấy. Vâng. Rồi thấy cái hồn của bức tranh đẹp lắm. Để mà sẽ vào nha. Rồi chia sẻ cho cả nhà một số cái hình. Mình học được offline thì nó sẽ nhanh, nhận nhanh Vâng. hơn. Bạn cho đến vào. Thì là nơi cấp hot giúp em qua cái cấp co hot giúp em qua cái điện thoại đấy, em cho mọi người xem nhé. Rồi đây có một số cái bức hình hiện tại là em đang chuyển giao, đang dạy có một lớp thì hiện tại mọi người đang vẽ rất là tốt, như đây đôi mắt này. Nên mình sẽ học làm sao mà mình vẽ được, lột tả được cái này này bé. Đó, có nghĩa là mình phải đánh được khối da rồi mắt. Đó. Phải đánh được như này. Quá đẹp. Được đây. Quá đẹp. Đây là hai đôi mắt. Hai mắt, một đôi mắt á, đúng chưa? Rồi, lông mày hất như nào. Rồi, mắt này, mi. Đó, nó có cái sự cân xứng với nhau như sao? Và có cái độ sáng tối, có cái độ nồi, độ lõm của mắt. Vâng. Đẹp quá cô ơi. Đẹp tuyệt Em trước em vời. đang không nghe được tôi đi nghe nói, nhưng do máy của em to.
Thì khi mà mình học offline á, thì mình sẽ chỉ rõ là cái cách đánh làm sao cho có cái độ mịn ở cái da, rồi cái mắt đánh làm sao có độ sáng tối, đánh tròng đen, tròng trắng như thế nào. Đó, Vâng. mình như vậy. Và mình sẽ làm rõ được cái chỗ này thì khi mà mình vẽ thì nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều. Vâng, đẹp quá. Đẹp quá, cảm ơn cô Huyền. Đó, thì sau này hiện tại Hà Nội cũng hình như dự kiến cũng sắp có lớp rồi đấy ạ. Độ hôm nay. Đây là cả nhà nếu mà sắp xếp rồi đi học thì nó sẽ là ngon. Thì có gì gần tới nếu mà cô My Lê mà sự quan tâm thì nhắn tin cho em. Thì em sẽ gửi cho mình cái form đăng ký đó. Mình đăng ký mình đi học. Rồi quảng bá, rủ thêm bạn bè đi học để mình có nhiều hiện thực hơn. Đã có nhiều người đồng hành với mình hơn. Vâng, cảm ơn cô Huyền. Dạ, rồi, ok, biết ơn cả nhà lắm lắm, đồng hành cùng em sáng nay. Dạ, chào cả nhà, bye bye cả nhà. Vâng, xin chào cô ạ. Cô có cái gì Chào cả cái nhà. Dạ, biết ơn cô Cô nhé. khỏe mạnh nhá. Trèo lên đỉnh núi.